2021 là một năm buồn của Liên minh Huyền thoại Việt Nam. VCS mùa hè 2021 đã không được diễn ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực của chúng ta cũng phải bỏ lỡ hai giải đấu quốc tế lớn trong năm là MSI và Chung kết Thế giới vì những vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh. Chẳng nói đâu xa, ngay cả nước láng giềng với Việt Nam là Trung Quốc cũng đã phải hủy bỏ việc đăng cai Chung kết Thế giới vì chưa thể kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy, giải đấu Liên minh Huyền thoại lớn nhất thế giới đã được chuyển sang châu Âu tại Iceland, địa điểm đã từng đăng cai MSI cách đây hơn 3 tháng. Hôm nay, hãy cùng Cảm Thể Thao đánh giá sức mạnh của các đội tuyển chủ nhà tại vòng chung kết thế giới năm nay một cách khách quan và không mang tính trù dập bất kỳ đội tuyển nào. Khu vực châu Âu đến với chung kết thế giới 2021 với sự vắng mặt đáng tiếc của đội tuyển đạt thành tích quốc tế tốt nhất trong vòng vài năm trở lại đây, Kim Rạp Xiếc Trung ương G2. Thay vào đó là sự góp mặt của Fnatic, đội tuyển giao truyền thống của LEC, cùng với hai đội tuyển tuy mới mà cũ là Rogue và Mad Lion. Sở dĩ nói như vậy bởi vì danh tiếng của hai đội tuyển này cũng chỉ mới xuất hiện tại các giải đấu quốc tế trong vòng 1 năm trở lại đây và chưa có thành tích nào nổi bật tại những giải đấu lớn. Đầu tiên, hãy cùng xem qua thành tích tại giải quốc tế của khu vực LEC trong 1 năm trở lại. Ở chung kết thế giới 2020, LEC có 3 đại diện nhận suất góp mặt trực tiếp ở vòng bảng gồm G2, Rogue và Fnatic. Trong đó, Rogue là đội tuyển thi đấu thất vọng nhất khi kết thúc vòng bảng với vị trí đứng nhất từ giữa lên và ra về trong tư thế cuối đầu. Hạng giống số 2 châu Âu là Fnatic cũng dừng chân ở tứ kết sau thất bại với tỷ số 2-3 trước hạng giống số 1 của khu vực Trung Quốc là Top Esports. Trong khi đó, Á quân chung kết thế giới 2019 G2 lỡ mất cơ hội tham dự trận đấu cuối cùng khi để thua trước Damwon Gaming. Đội tuyển đã lên ngôi vô địch. Sang MSI 2021, LEC với đại diện là Mad Lions đã thi đấu thành công ngoài mong đợi khi kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3, chỉ sau hai khu vực là LPL và LCK. Tuy đây chỉ là giải đấu quốc tế đầu tiên của những chú sư tử, nhưng họ lại thể hiện màn trình diễn tuyệt vời và sòng phẳng trước hai ông lớn là Damwon và Royal Never Give Up. Ở trận bán kết, chỉ cần thêm một chút may mắn là Mad Lions đã có thể tạo nên kỳ tích khi chỉ chịu khuất phục trước Damwon Kia với tỷ số 2-3. Vì vậy, nhìn vào thành tích tại hai giải quốc tế gần nhất, LEC hoàn toàn có khả năng lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở chung kết thế giới năm nay. Và vào một ngày đẹp trời, khi mà tinh thần và phong độ của họ lên cao, biết đâu chừng LEC sẽ có một đại diện góp mặt ở trận đấu cuối cùng và trở thành nhà vô địch mới thì sao? Để có thể biết rõ sức mạnh của khu vực châu Âu năm nay như thế nào, chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình lực lượng và sức mạnh của ba đại diện góp mặt. Rogue. Đầu tiên là Rogue, đội tuyển hạt giống số 3 khu vực châu Âu. Mặc dù đây là lần thứ hai họ tham dự chung kết thế giới, nhưng đây lại là đội tuyển bị đánh giá thấp trong khu vực. Trong hai trận playoff cuối cùng của LEC mùa hè, Rogue đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược khi đều thất bại trước Fnatic và Mad Lions với tỷ số 0-3. Trong đó, tuyển thủ đường trên Odoan và rừng Inspire tỏ ra non nớt và yếu đuối so với đối thủ cùng đường, đặc biệt là Inspire đã không còn phong độ cao như giai đoạn mùa xuân. Họ thường mắc những sai lầm ngớ ngẩn hay chết lẻ dẫn đến việc đánh mất thế trận vào tay đối phương. Điểm sáng hiếm hoi của Rogue đến từ đường giữa Lawson và sát thủ kỳ cựu Hansama. Bộ đôi này luôn là những người gồng gánh và níu kéo cơ hội cho đội tuyển. Nhiều ván đấu, Rogue có lợi thế lớn so với đối thủ, nhưng họ lại không biết nắm bắt và tận dụng để giành chiến thắng. Dường như đang có những vấn đề tồn đọng trong giao tiếp giữa các thành viên, cũng như họ không có đội trưởng đích thực, người chịu trách nhiệm trong những pha call team và đưa ra quyết định quan trọng. Ví dụ như ở ván 3, trận playoff giữa Rose và Mad Lion, không một thành viên nào bên phía Rose lên những trang bị giảm hồi máu, dù phía bên đối thủ sở hữu nhiều vị tướng có khả năng hồi phục mạnh như Lee Sin hay Silas. Hậu quả là Rose đã đánh rơi lợi thế dẫn trước của mình và tặng chiến thắng cho đối thủ. Với những vấn đề kể trên, nhiều chuyên gia cũng không đánh giá quá cao khả năng đi sâu của họ ở giải sắp tới. Fnatic. Tiếp theo sẽ là hạt giống số 2, đội tuyển giàu truyền thống của khu vực châu Âu để với chung kết thế giới 2021 với đội hình có 3 cái tên mới so với 1 năm về trước là đường trên Adam, đường giữa Nitsky và sát thủ Upset. Ngoài ra, Vibo cũng chuyển từ đường trên sang rừng nên cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăn trước những người đi rừng hàng đầu như Canyon, Honor hay Tien. Đường trên Adam là một tuyển thủ trẻ đầy tài năng. Anh có phong cách thi đấu tự tin và quyết liệt, nhưng cũng vì vậy mà Adam thường gặp khó trước những đối thủ dày dặn kinh nghiệm.
Tuyến thủ đường Zelensky thì tỏ ra khá đuối so với các midlaner khác. Trong bối cảnh chung kết thế giới năm nay, quy tụ những gương mặt hàng đầu thế giới như Duinby, Jovi hay Faker, việc đường giữa của Fnatic thi đấu tròn vai là nhiệm vụ bất khả thi nếu không nhận được sự trợ giúp từ các đồng đội. Bộ đồ đường dưới của Fnatic được đánh giá ở mức trung bình khá so với thế giới. Họ thi đấu ở mức ổn định và ít có được sự bùng nổ thường thấy ở những bộ đồ xuất sắc khác như đường dưới của DK, T1 hay EDG. Tổng quan mà nói, nếu rơi vào một bảng đấu dễ thở, cánh cửa đi tiếp của Fnatic là rất rộng mở như những gì mà họ từng làm được ở Trung Quốc một năm về trước. Thế nhưng, việc tiến sâu vào bán kết hay chung kết lại là câu chuyện khó khăn. Mad Lions. Cuối cùng sẽ là bài sư tử điên. Đương kim vô địch đồng thời là hạt giống số 1 khu vực LEC. Mad Lions sở hữu dàn tuyển thủ chất lượng ở cả 5 vị trí. Đường trên Ahmed là tuyển thủ có lối đánh an toàn và đa năng. Anh được đánh giá cao về kỹ năng cá nhân cũng như kinh nghiệm xử lý các kèo đấu. Chỉ cần một vài lợi thế nhỏ đầu trận, Ahmed đều tận dụng một cách triệt để để gây áp lực cực lớn cho đối phương cùng đường. Và đặc biệt tại chung kết thế giới lần này, Ahmed chính là nhân tố rất đáng được chờ đợi. Người đi rừng Anjoya là nhân tố chủ chốt cho thành công của Mad Lions. Lối đánh hy sinh và quyết đoán của anh giúp các thành viên còn lại có được lợi thế trong giai đoạn đi đường. Sự ổn định của Anjoya trải đều từ xuân sang hè và rất có thể sẽ được nối tiếp ở chung kết thế giới. Đường giữa của Mad Lions được trấn giữ bởi Humanoid. Anh cùng với người đi rừng của Mad Lions thường chọn những vị tướng cơ động hợp meta để cùng nhau di chuyển tạo lợi thế cho hai bên cánh. Không quá khi nói rằng cặp song sát này chiếm 50% chiến thắng của đội. Những pha di chuyển tạo lợi thế sớm cho đường trên và đường dưới giúp cho Mad Lions có thể trận cởi mở và dễ triển khai chiến thuật ở giai đoạn giữa game. Bộ đôi đường dưới của Mad Lions luôn thi đấu từ tròn vai cho đến xuất sắc. Họ ăn ý với nhau trong từng pha phối hợp cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong giao tranh. Ngoài ra, sở thủ của họ cũng là một tuyển thủ đa năng khi có thể chơi những sở thủ thuần như Ezreal, Ashe hay những vị tướng pháp sư đường dưới như Ziggs. Bên cạnh đó, hỗ trợ Kaiser vẫn luôn là điểm tựa với những pha xử lý khéo léo đầy đột biến. Anh thường chủ động di chuyển, hỗ trợ các đường đơn, cũng như đóng vai trò là cỗ máy thông tin của đội. Khả năng macro bắt đọc tình huống của Kaiser luôn giúp cho Mad Lions chiếm ưu thế so với đối thủ. Ngoài những cá nhân xuất sắc, bầy sư tử cuồng nộ còn là đội tuyển cho thấy sự trên cơ trong khâu cắm chọn cũng như giao tranh tổng. Họ luôn tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên, đảm bảo được kiện thắng của đội. Bên cạnh đó, Mad Lions là đội tuyển được đánh giá khá cao về tinh thần chiến đấu. Họ không bao giờ chấp nhận buông xuôi mỗi khi bị dẫn trước, mà sẽ luôn kiên cường, chờ đợi thời cơ để lật ngược thế trận. Sức mạnh của Mad Lions cũng được nhiều bình luận viên và chuyên gia đánh giá cao. Họ được xếp ngang hàng với những cái tên hàng đầu của LCK và LPL như T1, Famous Phoenix hay Royal Never Give Up. Chính vì vậy, Mad Lions sẽ thuộc nhóm những đội có khả năng cao vào được top 4. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chung kết thế giới luôn ẩn chứa rất nhiều sự bất ngờ và bùng nổ. Ác hẳn, nhiều khán giả vẫn còn nhớ màn trình diễn trên cả tuyệt vời của Sunning và South Norin ở chung kết thế giới 2020. Khi đó, Sunning chỉ là hạt giống số 3 khu vực Trung Quốc, nhưng họ đã chơi rất kiên cường và quả cảm khi đánh bại nhiều ứng cử viên vô địch như G2, Jindong và Top Esports để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Vì vậy, nếu như ba đại diện của châu Âu, đặc biệt là Mad Lions, giữ được phong độ cao, thì họ hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ ở World 2021. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 10 cho đến ngày 6 tháng 11, bắt đầu với những trận đấu ở vòng khởi động dành cho các đội tuyển như Leaning, khu vực LPL, Hanwha Life, LCK, Cloud9 của LCS, Beyond Gaming, khu vực Thái Bình Dương và các đội thuộc khu vực Wildcard.